Trong giai đoạn các giải đấu hàng đầu vẫn chưa chính thức khởi tranh, thì thương trường chuyển nhượng đang diễn biến vô cùng hấp dẫn. Các bản hợp đồng bom tấn cũng đã được nổ. Hazard về Real, Griezmann về Barca, hay Felix đến với Atletico Madrid với mức giá kỷ lục. Nhìn xa hơn ở Pháp, nơi mà ngôi sao một thời Balotelli đang thi đấu, cầu thủ người Ý hiện tại cũng đang gặp phải một số tin đồn về chuyển nhượng sau khi anh đáo hạn hợp đồng với Marseille. West Ham được cho là sẽ đưa Balotelli trở lại với Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, những câu chuyện về tính cách của siêu quậy này vẫn hấp dẫn hơn so với những câu chuyện khác. Và tôi sẽ kể cho anh em nghe về bí mật tán gái của cầu thủ 28 tuổi. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về tính cách của Balotelli theo đuổi một cô gái như thế nào, anh ta đã đáp lại một câu cực kỳ gắt: có yêu hay không để tao biết đường còn tái con khác. Câu nói này quá đúng với tiêu chuẩn, với tính cách của con người Balotelli. Những năm tháng mà Bad Boy còn nói, anh cũng đã gặp vô số chuyện lùm xùm vì tính cách của mình. Có lẽ cô nào nghe được câu này cũng phải cười trừng mắt mà thôi. Và cánh đàn ông cũng không đủ tự tin để áp dụng điều trên. Kể vui là thế, nhưng vẫn phải tiếp tục nhìn vào tương lai của anh và diễn biến của vòng xoay bóng đá. Nhưng Balotelli đã tiếp tục đặt một câu cực kỳ gắt nữa khi được hỏi về tương lai của mình: tôi sẽ liên hệ với đội bóng nào ư? Nếu câu lạc bộ đó muốn thành công, họ sẽ liên hệ với tôi. Có lẽ sẽ cần một câu lạc bộ thật sự có thể quản giáo được chai hư trong mùa giải tới.